Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 8 đô token OSC từ dán OSCChain. Đây là một dán trên của NFC nha bạn. Thì chương trình này góp này giao 2 chạy trên nền tảng Binance Smart Chain các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link form các bạn. Sau khi tất cả các bạn mở cái link form ra thì nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là join kênh Chaler hay join nhà kênh group và follow hai kênh Chaler đó nha các bạn. Dạ tại Twitter các bạn follow tại Twitter nè. Tiếp tục retweet chạy tại Twitter inbox tại Twitter đó. Các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi tại Twitter thì bạn like nè các bạn. Các bạn token này OC này sẽ list trên sàn Bankake Swap nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn trình dẫn như tôi biết nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn các bạn vào các bạn bấm vào tweet nha các bạn. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Sau khi tweet xong các bạn dẫn bình luận nó một cái đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở cái link form mình lại nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của bạn vào nè. Ảnh thì mình 5991 com nè. Tiếp tục thì các bạn điền là username tất cả các bạn đã cho anh chào nè bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn submit profile link tại Twitter nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè. Bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi tất cả các anh em nhấp vào ba cho bên cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nha tất cả anh em. Rồi nhấp vào ba cho bên cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi tất cả các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sao chép vào nha các bạn. Sau khi tất cả các bạn sao chép vào thì các bạn bắt up lại một cái link form hồi nãy nha tất cả các bạn. Các bạn bắt vào đây nè. Submit you Twitter profile link nè các bạn. Rồi bạn nhấn vào đây. Tiếp tục thì submit link retweet thì các bạn copy cái link retweet hồi nãy nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở lại Twitter các bạn ra lại nè. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nè các bạn. Bạn nhấp vào một hồ sơ nghe thấy các bạn. Quá khứ mang lót chậm. Rồi tất cả các bạn copy các bạn viết chia sẻ này nghe thấy các bạn. Các bạn tự quyết sẽ trả lời nè. Các bạn bấm vào ba chữ gạch nè. Bạn sao chép vào liên kết nè. Rồi tất cả các bạn bắt up lại nè. Các bạn bắt vào đây nghe thấy các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain nha các bạn trên giấy trúc wallet. Thì hiện tại có nhiều bạn nhắn tin mình là nói là địa chỉ copy địa chỉ BNB Smart Chain trên giấy trúc wallet chỗ nào thì các bạn phải bắt up lại 12 chuỗi bao mặt các bạn. Từ mạng Ethereum thì các bạn dùng 12 chuỗi tực 12 chuỗi cụm từ bao mặt đó các bạn bắt up lại qua chọn mạng BC scan các bạn. Vì đây là một cái ví điện tử nó đã tách rời các mạng rồi các bạn ơi. Các bạn phải nhấp vào chọn mạng rồi các bạn. Mình chọn ví chocolate nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào Smart Chain BNB nè. Các bạn sao chép địa chỉ này nè các bạn. Bấm lộn nút rồi. Các bạn sao chép nè các bạn. Rồi tất cả các bạn cho vô link form này nè. Bấm bắt vào đây nè các bạn. Rồi cái dòng ghép code này thì các bạn điện giùm mình A cộng anh 4 số 1 nè tất cả các bạn. Nếu có đấy phần link mô tả các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Ok như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 8 đô token OSC đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và mình hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha.